Ước gì công ty mình toàn mấy em chân dài thế này, có phải tuyệt vời không nhỉ? Vào đây. Em Dương hôm nay nhìn khác quá nhỉ? Mặc cái bộ này là xinh hẳn ra đấy. Dạ, thực ra thì ngày nào em cũng mặc trang phục như vậy ạ. À, vậy chắc là tôi không để ý rồi. Tài liệu đâu? Em gửi anh. Cô phải mang tới đây, xong trình bày cho tôi xem nữa chứ. Dạ. Cho anh cô một cái nhé. Anh làm cái quái gì vậy? Bỏ ra. Nhỏ nhỏ cái mồm lại. Có thế mà cô đã hét lên à? Cô bị làm sao đấy? Cô xem xét đi. Khối người muốn được tôi quan tâm như cô không được đâu. Nếu mà ngoan ngoan ấy sẽ được tăng chức, tăng lương. Còn không ấy, cứ nhìn cô Hoa với cả cô Hồng ở phòng kinh doanh thì biết nhá. Em xin phép ra ngoài trước ạ. Trưởng phòng, em không dám đâu ạ. Chị đừng nghĩ oan cho em như vậy ạ. Tao đã nhìn thấy mày và anh Toàn nói chuyện với nhau rồi. Mày định lấy cái vẻ ngây thơ của mày ra để quyến rũ anh ấy à? Hả? Em thực sự là không có ý đó đâu ạ. Cho dù là mày chỉ có ý định đấy thôi thì mày cũng chết với tao rồi. Từ giờ mày bỏ ngay cái ý định quyến rũ anh Toàn đi, nghe chưa? Cô không giúp được tôi đâu. Có khi cô còn bị liên lụy ấy. Mà cô là nhân viên mới à? Sao tôi chưa thấy cô bao giờ? Tôi là nhân viên mới. Đi với tôi. Tôi sẽ đưa cô đến gặp một người. Người này chắc chắn sẽ giúp được cô. Có chuyện này thật à? Giám đốc thì lộng hành, nhận hối lộ, rồi còn gạ gẫm nhân viên nữ. Trưởng phòng thì ghen tuông, bắt nạt nhân viên khác. Loạn thật rồi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh có phải là chủ tịch thật đấy không ạ? Em sợ nếu chuyện này đến tai giám đốc thì em sẽ bị đuổi việc mất. Cô yên tâm, đây là anh Tuấn, chủ tịch của công ty. Còn tôi là Lan Anh, là thư ký riêng của anh ấy. Bây giờ cô chỉ cần giúp chúng tôi một chuyện, đó là đưa tôi và chủ tịch đến nhà của anh Toàn để chúng tôi xác minh rõ chuyện này. Cô yên tâm đi, sẽ không ai đuổi việc được cô đâu. Thưa giám đốc ạ, đây là Lan Anh, em họ của em ở dưới quê mới lên. Còn đây là anh Tuấn, anh họ của em ạ. Như hôm trước em đã nói chuyện với anh rồi đấy ạ. Thì hôm nay em dẫn hai người đến đây, mong anh giúp đỡ ạ. Dạ vâng ạ, mong anh giúp đỡ bọn em ạ. Bọn em rất muốn vào làm ở công ty của anh ạ. Hồ sơ thì tôi xem qua rồi, cũng tạm được đấy. Dạ. Nhưng mà còn thiếu một chút tài liệu, cần phải bổ sung thêm vào. À, tài liệu ạ. Em nghĩ là chắc đây là đủ đúng không anh? Cũng tạm ổn rồi. Dạ. Nè, tình hai người là người thân của cô Dương nên tôi mới giúp đấy nhá. Ngày mai ấy, hai người tới phỏng vấn đi. Em tưởng thế này là xong rồi mà vẫn phải phỏng vấn anh. Vẫn phải phỏng vấn cho nó đúng quy trình chứ lị. Chứ không tự nhiên hai người vào công ty làm việc ấy, để nhân viên công ty nó biết là hai người đi cửa sau ạ. Đúng rồi ạ, thế mà em không nghĩ ra đấy. Thật không ngờ ấy, hắn ta có thể ngang nhiên nhận tiền đút lót như vậy. Đúng là không coi ai là gì mà.
giám đốc được chủ tịch cũ tin tưởng, vậy nên anh ta ngang nhiên lộng hành như vậy đấy. Nhiều người vì không chịu nịnh bợ anh ta nên bị anh ta chèn ép đến mức phải rời khỏi công ty rồi. Thôi, cứ đi về đã, xử lý cậu ta sau. Dạ vâng ạ. Ngồi không ở nhà mà cũng có thằng mang tiền đến biếu. Đúng là có chức có quyền sướng thật đấy. Anh Toàn! Giật cả mình, đến sao không báo trước? Em vừa nhìn thấy cái con thư ký của anh nó đến đây. Hai người làm trò gì lén lút sau lưng em đúng không? Này, em đừng có nói linh tinh nhá. Cô ta đến ấy là vì chuyện công việc thôi. Em không tin. Công việc ấy thì đến công ty làm, tại sao lại phải về nhà? Ngoài em ra, em không cho phép bất kỳ đứa con gái nào đến nhà anh hết. Này, cô đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Cô nghĩ cô là ai? Là vợ của tôi đấy à? Này, anh định nuốt lời à? Không phải là anh hứa anh sẽ cưới tôi hay sao? Tôi nói thế bao giờ? Cái lúc mà anh gạ tôi làm bạn gái của anh ấy, rồi anh gạ tôi biển thủ công quỹ của công ty cho anh. Anh hứa là anh sẽ cưới tôi làm vợ. Anh hứa với tôi là chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu cơ mà. Bây giờ anh định chối à? Này, cô ngưng ảo tưởng lại đi. Tôi không bao giờ cưới một người vừa già, vừa xấu, vừa ghê gớm như cô đâu. Anh được lắm. Anh định qua cầu rút ván chứ gì? Bây giờ tôi làm hết việc cho anh rồi, anh định chối bỏ tôi à? Được rồi, anh cứ cẩn thận đấy. Này, cô ngây thơ quá rồi đấy. Cô nên nhớ ấy, cái chức kế toán trưởng của cô ấy cũng là một tay tôi đưa lên, thì tôi cũng có thể đạp cô xuống được, cô hiểu chưa? Ngoan ngoan nghe lời ấy thì còn giữ được cái chức, nếu không ấy xuống làm tạp vụ đấy. Bây giờ thì cút về cho tôi còn nghỉ ngơi. Anh được lắm. Chị Lan Anh, chị ở đây rồi. Giám đốc bảo em là đưa chị lên phòng anh ấy, gặp anh ấy nói chuyện ạ. Tôi đã gặp anh ấy đâu, làm sao mà có chuyện gì nói được. Em cũng không biết ạ, hình như anh ấy muốn cân nhắc chị vào một vị trí phù hợp ạ. Có vẻ như là anh ấy đã để mắt đến chị rồi đấy. Để mắt đến tôi á? Chị xinh đẹp như thế, việc giám đốc để mắt đến chị chẳng có gì là lạ cả. Giám đốc này khẩu vị khá là đa dạng, ngay cả chị Linh trưởng phòng kế toán ấy ạ, anh ấy cũng không bỏ qua đâu. Chị Linh, cái cô mà hôm trước mắng chửi cô ở trong phòng vệ sinh à? Vâng ạ, em còn nghe nói là hai người họ cấu kết làm nhiều điều xấu sau lưng chủ tịch đấy ạ. Chuyện này tôi cũng sớm biết rồi, tôi cũng đã điều tra. Cô Dương, cô cứ đưa cô Lan Anh lên để xem cô ta muốn làm gì. Mời vào. Dạ, thưa giám đốc, cô Lan Anh đã đến rồi ạ. Đến rồi à? Cô Dương ra ngoài trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với cô Lan Anh. Vâng ạ. Em cứ vào gần đây. Từ từ đã. Ai ở trong đấy đây? Dạ, là nhân viên mới mà giám đốc mới tuyển ạ. Nhân viên mới à? Nhân viên mới kiểu gì mà ăn mặc sành điệu như thế? Có phải là định vào đây để ve vãn giám đốc đúng không? Hay là đồng bọn của cô dắt tới đây đúng không? Chắc là chị hiểu lầm rồi đấy ạ. Nếu như không có việc gì thì em xin phép đi trước ạ. Dạ thưa giám đốc, giám đốc của em vào đây là có việc gì chỉ bảo ạ. Là thế này, anh muốn sắp xếp cho em một công việc phù hợp hơn. Vì nhìn em thế này mà đi làm với công việc văn phòng bình thường thì uổng phí quá. Anh sẽ cất nhắc em lên làm thư ký riêng cho anh, em thấy sao? Dạ thưa giám đốc, từ trước đến giờ em chưa từng làm thư ký của giám đốc, cho nên là em không có kinh nghiệm.
Không biết thì từ từ học, anh sẽ dạy cho em. Ngày mai có một chuyến công tác, em về chuẩn bị đi. Nhớ này, đi công tác với sếp ấy cũng là một việc cần phải học đấy nhá. Dạ vâng ạ, mong sếp chỉ bảo em nhiều ạ. Được, cứ ngoan ngoãn thế này thì thích gì anh cũng chiều. Cô dám vào đây với bạn sếp à? Hả? Cô có biết đây ở đâu không? Này, cô làm cái gì đấy hả? Sao sao xong ở đây? Lại còn cả anh nữa. Anh thấy cô ta trẻ đẹp nên là anh định ve vãn cô ta đúng không? Bảo sao hôm qua anh dám to tiếng với tôi là tại cô ta đúng không? Này, cô nói lung tung cái gì đấy hả? Cẩn thận cái mồm cô. Tôi cách chức cô vì tôi gây rối ở công ty bây giờ đấy. Này, tôi là người yêu của anh đấy. Anh dám cách chức tôi à? Thế này, hôm qua tôi chưa nói rõ ràng với cô à? Cô đừng ảo tưởng nữa. Đừng tưởng tôi tốt bụng, tôi giúp đỡ cô là tôi thích cô nhá. Anh đúng là đồ đểu mà. Bây giờ có người mới rồi nên anh định thay thế tôi chứ gì. Được rồi, con hồ ly tinh này, tao phải cho mày một trận. Dừng lại, mau cút ra ngoài. Cô chính thức bị đuổi việc. Anh dám đuổi việc tôi à? Tại sao lại không dám? Tôi đưa cô lên được thì đạp cô xuống được. Hôm qua ấy, tôi nói hết với cô rồi cơ mà. Cô mau về thu dọn đồ đạc của mình rồi cút ra khỏi đây. Cái vị trí của cô ấy sẽ cho người khác thay. Anh được á? Giờ các người sẽ phải hối hận thôi. Từ từ đã, anh chưa nói xong mà. Này, mắt bị mù à? Có biết tôi là ai không? Cô đi đứng không nhìn đường, va vào tôi. Vậy mà còn quát tôi à? Có phải là mày là nhân viên mới đúng không? Thế thì mày chết chắc rồi đấy. Mày có biết là mày đang đắc tội với ai không? Cô có làm chức vụ gì đi chăng nữa ấy, ở cái công ty này nó có luật lệ cả. Không phải cứ muốn xử ai là xử đâu. Luật ở đây chính là tao đấy. Tao nói gì thì mày phải nghe đấy. Dạ em chào chủ tịch ạ. Cô vừa gọi ai là chủ tịch cơ? Dạ đây là chủ tịch mới của công ty mình đấy ạ. Sao lại có thể thế được? Chủ tịch mới thì tôi phải biết chứ. Tôi vừa từ trên phòng giám đốc về mà. Nếu mà có chủ tịch mới về ấy, thì tôi phải là người biết đầu tiên. Dạ hay là cô và anh ta thông đồng với nhau định lừa bịp tôi đúng không? Dạ không phải như thế đâu ạ. Đây đúng là chủ tịch mới của công ty mình đấy ạ. Vì anh ấy muốn sang công ty để tìm hiểu tình hình trước nên không thông báo với ai cả. Đây là quyết định bổ nhiệm ạ. Chị xem đi. Thôi chết. Chủ tịch, em xin lỗi ạ. Lúc nãy là do em có chút bực bội trong người nên là em hơi quá. Mong chủ tịch thông cảm cho em ạ. Được, tôi sẽ bỏ qua cho cô chuyện này. Nhưng mà cô Linh, cô lên văn phòng gặp tôi. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô lắm. Vào đi. Dạ, chủ tịch tìm em ạ. Tất nhiên là tôi phải tìm cô rồi. Cô nhìn xem. Từ lúc tôi về đây ấy, tôi đã cho người điều tra rồi. Tất cả số giấy tờ này là những đơn tố cáo cô và giám đốc Toàn lạm quyền, bắt nạt và chèn ép những nhân viên giỏi. Còn nữa, hai người cấu kết với nhau để biển thủ công quỹ, không thiếu tội danh đâu. Chủ tịch, không phải là do em đâu ạ. Tất cả đều là do sếp Toàn đấy ạ. Em có nhận là em đối xử không tốt với nhân viên thật, nhưng mà em hứa là em sẽ thay đổi ạ. Tôi đã định cho cô cơ hội, nhưng mà cô vẫn ngoan cố, vẫn chối là không phải tội của mình. Thế này ấy, thì số chứng cứ này tôi sẽ đem lên cơ quan điều tra. Không, chủ tịch. Chủ tịch, em xin chủ tịch đừng báo với cơ quan công an ạ. Em sẽ khai ạ. Nhưng mà chủ tịch phải hứa với em là chủ tịch sẽ tha thứ cho em được không ạ? Em thực sự là không biết gì hết. Tất cả đều là do em nghe lời sai bảo của giám đốc Toàn thôi ạ. Cái này thì còn tùy vào lỗi của cô, nó nặng đến đâu. Cô nói đi. Vâng ạ. Từ đầu vào đây em chỉ là một kế toán nhỏ bé thôi. Nhưng mà sau đó do trưởng phòng không chịu nghe lời của giám đốc Toàn nên là đã bị giám đốc đuổi việc.
Thay vào đó, em được cất nhắc lên làm vị trí trưởng phòng kế toán ạ. Và em phải nghe theo sự sắp xếp của anh Toàn. Sau đó thì chủ tịch cũ lại rất là tin tưởng anh ta nên đã giao hết toàn bộ trách nhiệm cho anh ta. Từ đó anh ta lại càng ngày càng lộng hành hơn. Em chỉ biết làm theo sự sai bảo và sắp xếp của anh Toàn thôi, chứ em cũng không biết cãi lại được ạ. Đây là USB ạ. Trong này là tất cả bằng chứng phạm tội của anh Toàn đấy ạ. Em đã bí mật thu thập được chứng cứ, tại vì em biết là kiểu gì cũng có ngày anh ta sẽ lật lọng, đổ hết trách nhiệm lên đầu của em. Em mà chết ý, thì cũng không thể nào mà để anh ta sống nhởn nhơ và tán gái được đâu. Tốt lắm. Cô Dương, cô kiểm tra đi. Dạ vâng ạ. Alo, cô gọi cho tôi giám đốc Toàn lên ngay phòng chủ tịch nhá. Chủ tịch à? Chủ tịch mới mọc cái đâu ra vậy nhỉ? Tôi không biết ạ. Tôi nghe nói là chủ tịch mới về và ngày hôm nay anh ấy đến đây có việc đột xuất ạ. Chết dở thật, không biết có việc gì không? Tôi cũng không biết. Hình như là chủ tịch muốn tạo bất ngờ cho anh thì phải. Trong thời gian vừa qua, chắc là anh có nhiều đóng góp cho công ty, cho nên là chủ tịch muốn khen thưởng anh đấy. Hóa ra là thế à? Mà đúng rồi, chủ tịch mới về thì biết cái gì cơ chứ? Chắc chắn ấy, là còn phải dựa vào giám đốc giàu kinh nghiệm như tôi để mà quản lý công ty rồi. Định gọi tôi lên để nói mấy cái lời khách sáo để làm thân đấy mà. Mau đi thôi. Chuyện gì thế này? Sao mấy người tập trung hết ở đây thế này? Chủ tịch đâu? Tôi là chủ tịch mới đây. Cái gì? Anh là chủ tịch á? Làm sao chuyện như thế được? Đây là quyết định bổ nhiệm. Mời anh xem. Vậy không thể nào. Hôm qua anh còn đến nhà tôi xin việc cơ mà, làm sao hôm nay có thể biến thành chủ tịch được? Khi mà tôi về đây ấy, tôi đã nghe rất nhiều lời xì xào bàn tán về anh, về cái việc anh chèn ép nhân viên ưu tú, khiến cho họ phải nghỉ việc, rồi ăn hối lộ để tuyển nhân viên, còn ve vãn nhân viên trong công ty nữa. Ban đầu thì tôi không tin, nhưng mà tôi đã thử anh và không ngờ đó là sự thật đấy. Chủ tịch à, em xin lỗi ạ. Anh có thể bỏ qua cho em được không ạ? Em hứa là em sẽ không tái phạm ở đâu ạ. Tội của anh còn to lắm. Cô Linh ấy đã khai hết cho tôi rồi, và cũng giao nộp cả bằng chứng cho tôi về việc anh biển thủ công quỹ. Anh còn cái gì để nói không? Cô Linh, cô đừng ngậm máu phun người nhá. Mọi chuyện chính do cô làm. Cô bị tôi phát hiện rồi đuổi việc cô, cho nên cô đổ cho tôi đúng không? Anh đừng có mà nói thế. Tôi biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có ngày anh đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, nên tôi đã có phòng bị rồi. Chẳng chết ý, thì Chúa cũng băng hà thôi. Anh đừng hòng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Cái đồ phụ bạc nhà anh ý, nếu như anh không đá tôi thì tôi cũng không phản anh đâu. Cô ngu thế à? Chuyện này chỉ có tôi biết, cô biết. Nếu mà cô không nói ra, tôi không nói ra thì thằng nào đi điều tra hả? Tôi không nói thì chủ tịch cũng thu thập được thông tin hết rồi. Tôi phải lấy công chuộc tội chứ. Thông minh lắm. Đúng là tôi chẳng biết cái gì cả. Tôi chỉ nghe mọi người đồn đại rồi phong phanh như vậy thôi. Nhưng mà cô Linh lại lỡ trao cho tôi bằng chứng của cậu rồi. Và còn đoạn ghi âm này nữa. Tôi nghĩ là hai người không chối cãi được nữa đâu. Chủ tịch à, anh nể tình tôi, có nhiều đóng góp cho công ty của mình. Anh có thể bỏ qua cho tôi được không ạ? Tôi hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội làm việc ở công ty à? Kể từ bây giờ, anh chính thức bị đuổi việc. Chủ tịch, tôi sẽ cho hai người thời hạn là 15 ngày hoàn trả lại toàn bộ tài sản cho công ty. Nếu không ấy,
Những cái chứng cứ này tôi sẽ giao cho công an. Chủ tịch, thế còn em thì sao ạ? Không phải là anh đã hứa sẽ tha thứ cho em rồi hay sao? Cô ấy vì đã giao bằng chứng cho tôi nên tôi sẽ giảm nhẹ tội cho cô. Từ bây giờ tôi sẽ cách chức cô, xuống trở về làm nhân viên bình thường đi, để bớt cái thói hông hách bắt nạt người khác đi. Tôi xong việc với hai người rồi. Hai người đi ra khỏi đây đi. Chủ tịch, đi ra khỏi đây. Mọi chuyện do cô cả đấy. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem xong tập phim vừa rồi của bọn mình. Thì như các bạn cũng biết, hôm nay mình tâm sự một chút thôi. Hai bạn Toàn và Linh là hai bạn thường đóng những vai phản diện ở trong phim. Và khi mà hai bạn đóng những cái vai phản diện ấy thì một vài khán giả cũng có một chút gọi là không hài lòng với hai nhân vật này. Nhưng mà các bạn ạ, ở ngoài đời ấy, hai bạn này đáng yêu lắm, không phải như vậy đâu. Đấy, để mà các bạn đạt được cái trình độ diễn xuất mà để khán giả ghét luôn ấy thì phải gọi là hai bạn này rất là xuất sắc, đúng không? Đấy, thế nên là các bạn muốn giao lưu và kết bạn với cả tất cả mọi người ở tất cả bọn mình này, hay là hai bạn này thì có thể tìm cái Facebook của mình ở ngay dưới phần mô tả nhá. Cảm ơn các bạn, nhớ like và share nha. Kasamita. Bye bye.